Xin chào quý vị và các bạn. Giải thời tiết xấu chi phối thời tiết các tỉnh tại khu vực Bắc Bộ suy yếu, mưa rào và dông đã giảm cả về diện và lượng mưa. Đến trưa chiều nay, toàn vùng bắt đầu có nắng và nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Đến chiều và tối nay, mưa cũng chỉ xuất hiện rải rác ở vùng núi với lượng nhỏ và thời gian mưa không kéo dài. Theo dự báo, trạng thái giảm mưa, hửng nắng còn kéo dài trong 2 ngày tới, nên thời tiết còn khá thuận lợi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 diễn ra. Sau đó, từ khoảng ngày 12 và ngày 13 tháng 8, mưa rào và dông sẽ gia tăng và miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài những ngày sau đó. Mặc dù thời tiết ủng hộ cho các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng thí sinh và các bậc phụ huynh cần chú ý luôn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID tại các điểm thi để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay, thời tiết Hà Nội vẫn duy trì trạng thái tạnh ráo, có nắng và nhiệt độ cao nhất có nơi gần chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ, tiết trời khá là oi bức. Phải đến chiều tối thì trời mới dịu đi khi nhiệt độ giảm dần về mức từ 27 đến 28 độ. Mưa cũng ít có khả năng xảy ra nên thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần. Với các tỉnh thành miền Trung, trời đã có nắng từ sớm và còn kéo dài đến chiều tối nay. Mưa chỉ rải rác ở các tỉnh Trung Trung Bộ vào chiều tối. Còn trưa chiều, trời khá oi bức với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi còn trên 35 độ ở khu vực vùng núi phía Tây. Cụ thể, tại thành phố biển Đà Nẵng trong trưa chiều nay, trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 34 đến 35 độ. Sau đó đến chiều tối, mưa có thể xuất hiện rải rác. Tuy nhiên, lượng mưa không lớn và thời gian mưa không kéo dài. Nó chỉ làm cho thời tiết về đêm dịu mát hơn. Tiết trời nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động thường nhật. Tuy nhiên, thành phố biển Đà Nẵng đang trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, thì quý vị và các bạn cần tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch. Ở phía Nam, các hình thế gây mưa lớn những ngày qua tạm suy yếu, nên trưa chiều nay trời còn có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn chưa có điều kiện tăng cao, phổ biến đều ở dưới mức 33 độ. Sau đó, đến chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có tố, lốc và gió giật, cũng như ngập úng, cục bộ vùng trũng thấp. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng cùng chung xu thế thời tiết miền Nam. Nơi đây có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức từ 32 đến 33 độ. Đến chiều tối, mưa rông vẫn sẽ diễn ra và nguy cơ dễ kèm theo hiện tượng cực đoan như là lốc, sét và gió giật nguy hiểm. Đồng thời, vào thời điểm đó thì giao thông đông đúc và đường trơn trượt, có thể quý vị sẽ gặp những điểm ngập úng cục bộ nên chúng ta cần lưu ý đề phòng. Kính thưa quý vị, những cơn mưa rào gián đoạn trong ngày duy trì ở các tỉnh thành miền Bắc trong vài ngày qua khiến nền nhiệt độ trên toàn vùng trong những ngày qua khá mát mẻ. Tuy nhiên thì mưa cũng khiến giao thông trên khu vực bị cản trở phần nào. Đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, mưa nhiều khiến nền đất yếu rất dễ sụt lún, thậm chí là sạt lở đất gây khó khăn cho đời sống cũng như các hoạt động lưu thông của người dân. Dự báo trong ngày hôm nay, giải thời tiết xấu chi phối các tỉnh ở Bắc Bộ suy yếu, mưa rào và dông được dự báo giảm cả về diện và lượng mưa, chủ yếu chỉ là những cơn mưa rào về đêm tại vùng núi thuộc khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Còn lại vùng đồng bằng và trung du, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, thì mưa giảm hẳn. Về đêm và sáng trời còn mát mẻ nhưng đến trưa chiều bắt đầu có nắng và nền nhiệt tăng hơn khoảng từ 2 đến 3 độ, cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng 32 cho đến 34 độ. Trong khi đó, do không chịu sự chi phối của hệ thống thời tiết đặc biệt nào, nên thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay sẽ có nắng trở lại. Nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh lên mức từ 33 cho đến 35 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây của khu vực có thể tăng trên 36 độ. Mưa dông cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi về đêm. Phía Nam từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mưa rào cục bộ cũng chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều. Trong ngày, thời tiết oi và hơi nóng, với mức nhiệt trưa chiều dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Đới gió Tây Nam tiếp tục chi phối, tuy nhiên quá trình hội tụ giảm hơn những ngày trước đó, nên ở tại Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu có mưa rào và dông xuất hiện rải rác trong chiều tối ngày hôm nay. Ban ngày trời có nắng gián đoạn và nền nhiệt tăng nhẹ trở lại, với cao nhất ngày ở khoảng từ 29 đến 32 độ tại vùng cao nguyên và dao động từ 31 cho đến 34 độ đối với các tỉnh thành ở miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ hạ nhanh xuống mức là 21 cho đến 24 độ tại vùng cao nguyên và từ 24 cho đến 27 độ đối với các tỉnh thành Nam Bộ. Tiết trời lúc này khá mát mẻ và dễ chịu.
Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết ở các đô thị lớn được dự báo như sau, mời quý vị cùng theo dõi. Đối với thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, thời tiết có xu hướng giảm hẳn mưa và ban ngày trời còn nắng nhiều với cường độ mạnh nên nhiệt độ cũng gia tăng. Và buổi sáng, tiết trời còn dễ chịu với mức nhiệt trong ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Tuy nhiên, càng dần về trưa thì mức độ nắng gia tăng nhanh chóng với nền nhiệt đạt ngưỡng từ 33 đến 34 độ vào ban trưa và đầu giờ chiều. Thời tiết ở thành phố Cảng, Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng không khác gì nhiều so với thủ đô Hà Nội. Thời tiết ở nơi đây cũng phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều. Tuy nhiên, với lợi thế nơi này là thành phố gần biển nên mức độ nắng sẽ dịu hơn so với thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến ngưỡng 33 độ và còn có gió từ biển thổi vào làm cho tiết trời dịu mát hơn. Điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Thời tiết ở thành phố Việt Trì cũng nằm trong xu thế thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ. Do vậy mà trong ngày hôm nay ở tại đây, trời có nắng vào ban ngày. Nắng mạnh nhất sẽ diễn ra từ khoảng 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, với mức nhiệt có thể lên ngưỡng từ 33 cho đến 34 độ. Do đó mà khi cần lưu thông trên đường vào thời điểm này, quý vị nên mang theo các vật dụng chống nắng như là khẩu trang, kính râm, áo chống nắng để bảo vệ cho sức khỏe của mình. Thành phố biển Đà Nẵng đang trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng thì quý vị và các bạn cần tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch. Thời tiết ngày hôm nay cũng như là trong vài ngày tới sẽ có nắng nhiều trong ngày và ít mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 34 đến 35 độ, chiều tối và đêm giảm dần xuống mức khoảng 26 cho đến 27 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, thời tiết sẽ có nắng gián đoạn. Đến chiều tối thì mưa dông vẫn diễn ra và nguy cơ kèm theo hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật nguy hiểm. Đồng thời lúc đó giao thông đông đúc và đường trơn trượt và có thể có những điểm ngập úng cục bộ nên quý vị lưu thông đề phòng. Và ban ngày do có nắng nên mức nhiệt cao nhất vào ban trưa đạt ngưỡng từ 33 cho đến 34 độ. Điểm dừng chân cuối cùng đến với thành phố Cần Thơ, nằm cực nam của Tổ quốc, với thời kỳ chịu tác động chính của gió mùa Tây Nam. Sang ngày hôm nay, hoạt động của gió mùa Tây Nam cũng suy yếu dần so với vài ngày trước, nên thời tiết sẽ giảm mưa hơn vào ban ngày, mưa dông chỉ có khả năng xuất hiện vào thời điểm chiều tối. Trong cơn dông thì quý vị vẫn cần chú ý đề phòng với tố lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng thời gian trưa chiều ở mức từ 32 cho đến 33 độ, về đêm nền nhiệt hạ xuống mức là 25 đến 26 độ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu.